Và hôm qua thì Trung Quốc đã công bố mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho năm 2016 nằm trong khoảng từ 6,5 đến 7%. Đây là lần đầu tiên sau hai thập kỷ Trung Quốc không chọn một con số cố định mà đặt ra một phạm vi tăng trưởng. Ông Su Shaoxi, Chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết, áp lực giảm tăng trưởng đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn tồn tại trong năm nay. Trước tình hình kinh tế thế giới vẫn chưa ổn định, kinh tế Trung Quốc cũng sẽ bị ảnh hưởng vì Trung Quốc đã gia nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Vì thế, theo ông Su, đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong ngưỡng từ 6,5 đến 7% sẽ phù hợp với tình hình hiện tại. Ông còn cho biết đầu tư của Trung Quốc nên tập trung sửa chữa các mặt yếu và tái cấu trúc, bao gồm nâng cấp cơ sở hạ tầng ở khu vực miền Trung và miền Tây, cải thiện lĩnh vực giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Đầu tư hạ tầng cơ bản của Trung Quốc trong năm qua tăng 15%. Chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI của nước này giảm xuống mức 49,4 điểm trong tháng 1, mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2012. Trung Quốc cũng đang có kế hoạch cắt giảm lao động thừa ở các lĩnh vực sản xuất công nghiệp như thép và than đá.